Hello các bạn, mình là Su đây. Chào mừng các bạn đến với góc nhỏ của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến thăm một quán cà phê siêu xinh, siêu dễ thương ở Hạ Long nha. Như các bạn đã thấy ở đầu video đó, quán cà phê có tên là Palette Complex Coffee, quán cà phê với những sắc màu rực rỡ. Ở đây không chỉ kinh doanh mỗi cà phê mà phía trên còn là khách sạn nữa, nên đây là lối vào bên sảnh khách sạn nha. Ten. Tiếp đến là lối vào quán cà phê ở góc bên trái. Quán được sơn nhiều gam màu tươi sáng, bàn ghế gỗ và mây, cộng với ánh đèn vàng khiến không gian ấm áp và dịu nhẹ. Quán có khá nhiều góc check-in sống ảo. Nếu bạn đến vào ban ngày, còn được xếp bàn ghế ngồi ở bên ngoài cửa như bên trời Âu nữa cơ. Quán còn có cả trò rút gỗ và bài Uno, mèo nổ khi các bạn đến quán và muốn xông tụ một chút nhé. Mình rất ấn tượng với quầy thu ngân được trang trí nhiều hoa và nến thơm, siêu xinh, siêu thơm. Từng góc nhỏ đều được anh chị chủ quán chăm chút tỉ mỉ rất là đáng yêu. Đặc biệt vào mỗi dịp lễ hội thì quán đều được trang trí theo chủ đề như là Giáng sinh, này, Tết, này, hay Valentine. Thì siêu đa dạng và ngon xỉu. Theo thang điểm chấm của mình thì được 9 trên 10 nha. Quán có cà phê truyền thống này, dòng cà phê cold brew, latte, chocolate, macchiato, smoothie, đồ uống dùng men kombucha hoặc trà hoa quả, tha hồ cho bạn chọn. Bánh thì có Earl Grey, brownie và red velvet, rất ngon, béo ngậy, vừa miệng nữa. Một điểm trừ nhỏ xíu xíu là quán tọa lạc ở một vị trí hơi cách biệt với khu phố cổ hoặc chợ đêm và chưa có bảo vệ, nên các bạn đến quán có thể đi xe túc túc, nếu đi phương tiện cá nhân thì nhớ lưu ý nha. Vậy nhá, mình sẽ lại recommend thêm nhiều nơi đáng yêu tại Hạ Long tại các video sau nha. Bye!